Alo, xin kính việc của nó chứ việc của mày à? Xin kính chào các bạn và các vị. Mình đang có đây chiếc Oppo F3 thì mọi người đã biết máy này rồi. Và quan trọng hôm nay là nó cơ bản màu đen. Nếu mà làm màu đen thì mặt trước ông in hình màu đen cho người ta để biết. Truyền thống in màu là vậy. Ô, kìa nó có cái biểu tượng nhà thuốc kìa. Đây là cái máy màu đen của mình. Đây là chiếc Oppo F3. Mình là thằng vét lại cuối cùng vì thực ra là đã có rất nhiều anh chị em báo chí là mở hộp con này. Mình chỉ là thằng dùng lại mà thôi. Thì các bạn sẽ thấy là đối với phiên bản màu đen thì cái sản phẩm này được giống như là chiếc Oppo F3 Plus. Màu sắc rất là giống nhau, không có sự khác biệt nhiều lắm. Ở phần kim loại vẫn là thể hiện được rõ nhất cái điều này. Còn phần trên và dưới của nó thì vẫn là làm từ nhựa. Đối với F3 màu đen thì các bạn thấy là trong tổng thể chiếc máy nó sẽ liền mạch hơn, nhất là ở mặt trước. Ở cái mặt trước của máy thì sẽ có cụm camera kép selfie này, chúng ta sẽ có cảm biến. Và do máy màu đen thì các bạn thấy cảm giác viền của nó sẽ mỏng hơn, không có xuất hiện viền đen bên trong. Phần đây là cảm biến vân tay và tất nhiên là các cái cảm biến các vị trí bên trên này đều làm hòa quyện lại với nhau. Và bên trái sẽ là phím tăng giảm âm lượng, các cái phím và kể cả phím nguồn đều làm hoàn thiện rất tốt. Thế nhưng mà có lẽ là cái máy này mình sẽ không nói nhiều với các bạn là nắm quá rõ, có bài review rồi và mình sẽ so sánh màu đen với các sản phẩm khác. Quan tâm cái bom. Đấy thì các bạn sẽ thấy là mình đang có toàn bộ các sản phẩm màu đen, chúng ta sẽ có so sánh với nhau. Đầu tiên là chiếc điện thoại một bao nhiêu đây? 1208 thần thánh đã rất là quen thuộc chúng ta. Tuy nhiên cái tông màu đen của chiếc Oppo F3 nếu các bạn nghiêng đi sẽ thấy nó hơi xanh nhẹ đúng không? Còn hơi xám. Hơi xám nhẹ. Còn màu đen của Nokia này thì là đen trụi, đen trụi trụi, đen trần trụi. Nói chung là nó rất là đen và nó không có sự bóng bẩy cũng như sự thay đổi. Máy này thì làm bằng nhựa nên sẽ không thay đổi được. Còn cái tông màu mà của kim loại bao giờ sẽ có sự thay đổi nhẹ. Và so sánh với một con chuột đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng mà các bạn ai biết, đó là Microsoft. Chuột này chắc chắn là chuột mua trên Nhật Tảo rồi, hàng Ultra Fake, logo thì còn bị mờ mờ đi. Thì chuột màu đen này nó cũng làm bằng nhựa nhưng đáng lẽ ra nó sẽ không thay đổi màu, nhưng do cái thằng cầm này tay chai nhiều quá nó bỏng nên dẫn đến cái việc là nó sẽ bị bóng và màu đen sẽ bị phai nhạt đi. Ngoài ra còn rất nhiều các sản phẩm màu đen trong cuộc sống các bạn hay gặp, ví dụ như cáp sạc chẳng hạn, này cũng đen thui luôn. Còn cái chiếc Oppo F3 thì khi đặt cạnh thì nó lại rất là nổi trội. Màu đen này thì sẽ phù hợp với cái tông của cái phần nhựa bên trên nơi đặt bắt sóng anten và cũng như là phần bên dưới. Mặt trước cũng là cái nơi có tông màu đen giống y hệt với lại cái cáp sạc này. Trong khi đó đối với lại cái phần mặt lưng, ngoài ra mình còn chiếc đồng hồ fake này nữa cũng là màu đen. Đồng hồ này thì ở mặt trước fake thì các bạn thấy là cũng có tông màu đen trùng với lại cái màn hình hiển thị của chiếc Oppo F3. Dây da này cũng là dây da Ultra Fake nữa. Các bạn thấy đây là tông đen. Như thế là đối với phần này thì các bạn thấy nãy giờ mình lôi ra rất nhiều đồ đen để nó phù hợp với lại cái đối tượng sản phẩm hướng tới là những người dùng là nam giới hay là các chị em có hay dùng toy mà màu đen nó cũng dạng như thế này. Cái dạng này thì nó phải mình bằng cổ tay nằm ngay giữa háng, đủ ngày đủ tháng nó lại mọc lông. Và các bạn thấy đây là cái mic của mình là màu đen thôi chứ không phải là toy đâu. Đó, so sánh màu đen với lại sản phẩm của điện thoại di động. Rồi, như vậy là hôm nay chúng ta đã được cùng chiêm ngưỡng màu đen của chiếc Oppo F3 được bán ra và sắp tới Oppo sẽ còn chiếc F3 Lite có mã là A bao nhiêu ấy quên mất rồi. Và nếu mà sau này mình có mượn được sẽ mở hộp và chia sẻ với anh em. Vậy thì các bạn ở đây thích màu đen của thiết bị nào nhất, hãy cùng comment chia sẻ kiếm bên dưới. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Cảm ơn em Sang Machine Learning đã cầm hộ cái mic.